Tuổi trẻ bây giờ quý vị, họ nghĩ rằng là cái thành công là họ phải làm cái gì, họ phải gán làm cái gì đó, họ thành công. Họ không biết được trong Phật Pháp này dạy họ thành công. Trong Phật Pháp này nè, những đức nói thiệt chứ, ai mà có góc độ nghe Phật Pháp này quý vị thành công, mà thành công rực rỡ luôn. Thành công mà lại tồn tại nữa. Nếu mà gia đình mà áp dụng thì gia đình hạnh phúc đặc biệt, thành công. Mà cái đặc sắc của quý vị là quý vị học Phật, quý vị sẽ có niềm vui lớn như lắm. Mà quý vị phải cần có một con người giảng dạy làm sao cho phù hợp. Chứ nếu như mà không có một con người giảng dạy cho quý vị mà áp dụng nghe, quý vị học cũng không có kết quả bao nhiêu. Không có kết quả bao nhiêu đâu. Thật đó. Chính những đức là nó nói thiệt chứ. Ngày xưa những đức ở trên Đà Lạt 5 năm, những đức học Phật. Nếu những đức mà không kiên nhẫn, những đức bỏ cuộc. Tại không có niềm vui chứ học làm gì. Mỗi ngày phiền não không à. Mà cái mỏ nhỏ quét. À, tại vì nó phiền não nó ốm như ốm nhách nè. Nó còn có 52kg, 49, 52kg. Thì ốm cỡ nào không? Mặt mày xương không mà. À, mà khi mà con người mà hô á, thì khi mà họ ốm lại là cái mỏ họ to ra. Hai bên đây nó không có thịt mà cái môi nó dày lại. Môi đen thui à, chứ ghê lắm. Mà càng đen thì răng càng trắng. Mày đi Mỹ đen không? Mỹ đen nó càng đen thì răng nó càng trắng đúng không? Thì quý vị biết rằng là 5 năm đó mà nếu như đứa không kiên nhẫn thì đứa bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc mất tiêu rồi, biết gì sao? Vì nó không có niềm vui. Nó phiền não không à. Nó giống như mình đi vô chùa mà bây giờ không có ai gần gũi để mà giống như mà lót nền cho mình để niềm vui mình thích thú quý vị. Mà toàn là nó phải nặng căng làm việc rồi nó đụng chuyện đụng độ không. Vậy đó mà quý vị biết rằng những đức nói thôi, đã lỡ tu rồi. Những đức thường nói câu là lỡ rồi. Là bây giờ đi tu ai cũng biết rồi. Mà những đức có một cái nghĩ này nè quý vị, hồi xưa những đức có cái nghĩ là bây giờ dù cỡ nào mình cũng đi tu, mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo mình làm được chuyện có ý nghĩa. Bây giờ nếu mình mà phiền não quá, mình mệt quá, mình mà không đi tu, không lẽ mình trở về mình đi làm công như ngày xưa. Mà đi làm công như ngày xưa thì cuối cùng cũng là xẻ tay lãnh lương nữa. Bây giờ dù cực gì cực chứ không có xẻ tay để nhận tiền mà cái kiểu như là phải xài cho cá nhân, mà toàn là tiền mình có được để lợi ích cho mọi người, cực xứng đáng. Nghĩ vậy đó quý vị. Nghĩ vậy mà như đứa cố gắng nghe, cố gắng. Mà khi hồi đó mà thầy đi giảng như đứa ở chùa mà người ta cúng dường tiền bạc, thầy như đức nuôi chúng nên người ta đưa tiền hết. Thì lúc đó đưa tiền, như đức nói đưa tiền xài, đưa tiền làm việc cho người ta. Bắt đầu kinh sách đĩa của thầy, như đức gỡ đi quá trời luôn. Rồi vì sao như đức cứ gỡ đi là ai điện thoại là gỡ, ai điện thoại là gỡ. Mà kinh Vô Lượng Thọ đĩa băng gỡ đi quá trời, gỡ đi luôn, gỡ dữ lắm luôn. Nghĩa là như đức thành sắp thành một cái nội bộ để gỡ đi luôn. Nó là làm dữ lắm đó. Rồi những đức cúng dường được, những đức làm. Rồi mình nghĩ rằng thôi lợi ích cho mọi người, nên những đức nói rằng phòng hộ niệm á. Lúc đó những đức nhận quá trời luôn, già cả những đức lụm hết trơn. Mình nghĩ mình làm được mừng quá, cố gắng luôn. Cuối cùng những đức làm quá trời làm luôn. Làm với từ từ bể thiền luôn. Mình những đức mới đi xuống đây luôn. Làm dữ quá. Thầy cái tâm những đức nghĩ rằng là giúp chúng sanh á, làm dữ quá trời luôn. Bước vô chùa ngắt nghéo gì nhặn hết trơn à. Rồi mấy bà già nằm đóng gì đó, đức cho nằm tứ tung lang thang. Rồi bắt đầu là giường những đức đóng giường một tầng dưới tầng trên, trẻ leo lên trên mà già thì nằm ở dưới. Có khi mà nằm kế bên mà bằng đêm, những đức thì thật sự có cái tâm nghe. Bằng đêm những đức đi vòng những đức coi á, thấy có khi mà tai biến đồ nằm, có nhiều người nằm thì đơ mình, còn có người thì còn cái tai, cái nằm kế bên lấy tai quất bóp bóp quýnh bóp 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 với bà kia bị quýnh á, bà kia là mình nhìn cái cảnh đó trầu mình nói không biết cha mẹ của ai mà giờ này mà nhìn thấy cái tình cảnh này đúng là đau xót. Thì quý vị nhìn cái cảnh con người, không những đức nhìn ra được quý vị, nhìn ra được đời con người sao mà nó vô nghĩa quá. Cuối cùng những đức nói thiệt quý vị, sau này rồi từ từ quý vị già đi, tại vì quý vị chưa có làm cái việc này, quý vị những đức nói hoài quý vị cứ nghe đi, rồi sau này bị già quý vị sẽ thấy. Quý vị khi già rồi quý vị sẽ thấy, nếu quý vị có phước thì đỡ, còn quý vị mà thiếu phước quý vị sẽ thấy quý vị vô nghĩa vậy lắm. Mình cực vì con cái lắm mà con cái nó đối xử với mình tệ vậy lắm.
nó rất là tệ bạc với mình luôn quý vị à. Không phải con nào cũng vậy, nhưng mà nhiều lắm. Cái xã hội này càng phát triển sau này quý vị sẽ thấy con nó đối xử với quý vị, nó đối xử tệ dữ lắm, nó thiệt đó. Nên bây giờ mình nghe đạo quý vị đỡ, không có đến nổi, thì sau này đời quý vị không đến nổi đâu. Nhưng những đức nói có nhiều người bây giờ chạy theo cơm áo gạo tiền, rồi sau này họ sẽ thấy, họ sẽ vỡ mộng. Giống như họ gom lại như là một gia đình giàu sang phú quý, nhưng mà họ vỡ mộng vì chính con của họ xử lý họ. Đây là cái điều mà những đức nuôi người già mà thấy rõ ràng. Thấy tới tuổi già rồi sao mình vô nghĩa quá. Nên quý vị biết rằng là những đức đi vô chùa tu mười mấy năm chờ, những đức nói là cái sự quyết định mà những đức dành cho các cụ già nó mạnh, đừng có nói, nó quá trời mạnh luôn. Tại vì sao các cụ mà già yếu mà chuyện này chuyện kia là đối với con cái các cụ, mà những đức còn phải đấu tranh với con cái các cụ luôn quý vị. Nuôi mấy bà già mà còn phải đấu tranh với con cái các cụ về cái chuyện mà hộ niệm cho các cụ già, và tất cả tư nghiệp là phải đấu tranh đó quý vị. Đó, dữ dằn lắm. Nó khi mà nó bình thường nó không vô, nhưng mà khi mà yếu gần mắt nó xuất hiện, nó nói này nói kia nói nọ, nó phải đưa đi bệnh viện. Mà trong khi tâm nguyện mấy bà già diễn diễn gì mà nó đòi như vậy, nó làm ngược lại không à. Rồi xong nó bây giờ thôi, bây giờ được rồi, 24 tiếng thôi, niệm 2 tiếng thôi. Tao 2 tiếng gì, tao lao niệm trong chùa mà 2 tiếng gì, phải đấu tranh với con cái họ ghê lắm quý vị ơi. Nên càng làm rồi những đứa mới càng thấy ra tội, đúng rồi, vì con đường mình đi tu là đúng rồi, mình không có tạo ra một cái gia đình đúng rồi. Bởi vì những đức nó cực khổ cố gắng thì nhìn ra rồi, nhìn ra cái cực khổ mình bây giờ nó không có khổ như mấy bà già, mấy bà già mà sống ngoài đời khổ hơn. Nên từ nơi đó những đức cứ miết rồi 5 năm không đơn giản chút nào. Những đức nói đúng là nghĩ lại đúng là ớn thiệt chứ. Quý vị nghĩ một cái ngôi chùa một mẫu ba đất mà 1,500 người ở, quý vị nghĩ sao quý vị? Cái người ta giống như là một cái chợ, chứ người của người ta đông vậy đó. Giờ nào của người ta cũng đông lắm, mà thêm ngôi chùa ngày xưa quá nổi tiếng, cũng nổi tiếng dữ lắm. Quý vị biết rằng người ta đông dữ lắm. Nghĩa là có những chương trình lễ là quý vị biết rằng nghe, có những cái chương trình lễ tại vì nó có mẫu ba đất nên cái khuôn viên của cái chánh điện cũng nhỏ. Còn nó dài ra cái mép ngoài nó cũng nhỏ. Thì người ta, quý vị nghĩ đi, người ta đông đến mức mà người ta đứng không đó, ai mà chỉ cần xỉu té xuống cái là người ta dậm luôn á. Tại vì đâu có còn đường nào nữa đâu, kính mít tích chân luôn. Nhất là cái lần mà tụng cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà Thượng Tọ Chí Thoát về tụng á, kinh người ta lắm. Cái đợt đó là khoảng cỡ 6,500 người, quý vị nghĩ cỡ nào đông chưa. Tại vì khuôn viên nó nhỏ mà cái dạng đó là dữ lắm quý vị. Đó mà thầy hồi xưa trên kia cũng nổi tiếng dữ lắm, quá nổi tiếng luôn. Thì quý vị biết rằng là cái phía sau nó không đơn giản. Nó nghĩa là ngày đêm rồi lo đủ chuyện hết chứ. Viết mà trời ơi nó mệt mỏi, nó nhức đầu. Mà trời, viết mà nó mệt mỏi rồi nó ốm ho, ăn không được. Mà khi con người mà nó quá mệt ăn không được nghe quý vị, ăn ói không à. Nó hồi đó những đứa ở trên đó là những đứa ăn những đứa ói hoài vậy đó, ăn mới được, mà gặp đồ ăn là nó ngán à. Là mà như vậy mà những đứa kiên nhẫn, mà những đứa được con cái là những đứa ở đâu những đứa động viên chúng. Sáng nào những đứa cũng nói chuyện, sáng nào những đứa cũng nói chuyện, mà nhờ cái nói chuyện đó đó nghe quý vị, chúng không có đi. Mà những đứa cũng nhờ từ nói chuyện buổi sáng đó đó mà lên đó quý vị, lên đô á, giảng pháp luôn á. Thì quý vị biết rằng làm cái chương trình mà nuôi người già này nghe, đúng là giúp cho mình nhìn thấu. Nên những đức khuyên quý vị đã gặp được pháp môn tịnh độ này, quý vị cố gắng niệm Phật đi. Tại vì cuộc đời mình mà không lo tu sao này quý vị sẽ thấy cực kỳ vô nghĩa luôn. Đối vợ chồng con cháu, những đức nói cho quý vị nghe chứ, họ sẽ theo tư tưởng của thế gian hết. Đa phần từ khi một người nào mà tu hành tính nguyện phải cực kỳ mạnh, người này mới có thể giúp cho quý vị được. Tại vì họ quyết đoán, họ tin nhân quả luôn. Còn đa phần người ta có nói tin là tin, nhưng mà bị chừng vài lời nói người ta là nó bị kích động, Chuyển biến liền. Người ta sợ lắm. Người ta sợ là người ta làm lỡ có chuyện gì người ta dính sao. Nên đa phần quý vị biết người ta nuôi người già là người ta rất sợ bị dính cái chuyện này. Nó nên mà người ta không có đụng vô đâu. Dí thêm một cái nữa, ôi ơi, khi già yếu
thì kêu con cháu đem về nhà lo chứ, cực chi đi. Người ta lo cái chuyện này trẻ, ta không làm đâu. Khi nuôi nuôi chứ già yếu, kêu con vô đem về, đem đi đâu đem đi. Đó vì thấy không, nhìn thấy đời người vô nghĩa, tự nhiên đem đi, thấy khổ thấy ghê. Cuối cùng niệm Phật tu cuối cùng được cái gì? Nên Nhân Đức nói rằng Nhân Đức nuôi mấy bà già là nuôi tới cùng, nuôi tận gốc luôn, nuôi tới luôn à. Nên Nhân Đức tính ra từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút lo cho mấy bà già, để cho mấy bà yên cái cuối đời của bà mà được ổn định á. Mấy bà không niệm Phật giảng sanh chuyện của mấy bà, nhưng mình làm hết lòng mình rồi, hỗ trợ hết mình luôn. Đó nên Nhân Đức nhìn ra rồi. Nên cuộc đời này quý vị không tu uổng lắm quý vị ơi. Vì không niệm Phật không tu uổng dữ lắm. Nên quý vị đi về đây á, 3 ngày là quý vị có một cái trọng lượng rất là lớn về nội tâm. Cái trọng lượng á nó rất là lớn luôn. Mà quý vị cũng dẫn một số quan gia về đây. Quan gia trái chủ đi theo bị gì á, nó cũng ngồi nghe pháp, nó đu đeo theo suốt. Quý vị biết rằng hồi xưa những đức hộ niệm trong phòng hộ niệm mà trên kia kìa, những đức là người đứng vị trí sắp xếp ban hộ niệm. Những đức hồi xưa là ban hộ niệm những đức sắp hết. Nằm trong cái phòng hộ niệm là khoảng 20 người ung thư với một số người bệnh này bệnh kia, đủ thứ loại bệnh. Hồi xưa có cái ông đó, cái bệnh ghê nhất là cái quai hàm ông nó ăn bứt. Nó ăn bứt nguyên cái này nè, nguyên cái này nó ăn bứt luôn. Cái đồ ăn nước rồi là nó truyền ống vô. Nhưng mà ông mà dở ra cái bị nhìn thấy ghê lắm. Nguyên cái này nè nó bứt. Nên ông dùng cái khăn khẩu trang bật băng ăn đây nhìn. Kinh lắm. Nhiều loại bệnh mà ghê, ghê gớm lắm kìa. Thì quý vị biết rằng có nhiều người nằm mà gần chết. Thì những đức nói quý vị nghe là một tuần mà chết khoảng 7 người thì quý vị nghĩ trong vòng một niệm nó đông cỡ nào. Một tuần chết cỡ 7 người. Cái chết vậy đó. Khi vừa chết xong chút có người chết, chút có người chết. Nên hộ niệm là họ niệm xuyên suốt 24/24 luôn. Thì quý vị biết rằng là hồi đó đó lâu lâu người ta ưa là nó đông người chết quá nên cái quan gia nó theo cũng đông. Nó trong đó quan gia nó đông. Thì có khi nó nhập vô cái người này cái nó nói là đây đông lắm, rất là đông. Chúng tôi á, ra ngoài không có ra ngoài ăn được. Có cúng giùm trong đây một cái đi. Nó ở ngoài ngày nào người ta cũng cúng mà sao không ra ngoài. Không có đi ra được. Vì nó gần đi rồi bỏ nó đi nó chạy sao? Tôi đeo cho nó suốt, chúng tôi là không có bỏ nó đâu. Nó cái thứ này tôi phải leo lôi thôi, tôi kéo nó đi bằng được. Chứ tôi buông ra nó đi, nó chạy trốn thì sao? Nên chúng tôi đói lắm, nên trong đây chúng tôi xé thịt nhau chúng tôi ăn. Tôi quýnh đập nhau, xé thịt nhau ăn, họ đông, đông dữ lắm, đầy á chứ. Nên xin cúng giùm chúng tôi trong đây một cái đi. Cúng giùm cái đi. Mình thấy kinh không? Nói rõ ràng luôn mà. Đó, quý vị biết rằng những đức ấn tượng nhất là có một cái ca hộ niệm. Mà lúc đó 12 giờ khuya. Quý vị biết rằng là đang niệm như vậy mà thường 12 giờ khuya là ai cũng mệt. Cái ca đó là cái ca đuối lắm quý vị ơi. Mà khi mình đuối là quan gia nó lướt nghe. Mình khi mình vừa yếu là quan gia lướt liền nó nghe. Nên khi mà hộ niệm mà mình yếu là mình không có giúp được cái người hộ niệm đâu. Nó hộ mà mình yếu sao hộ? Thì rõ ràng luôn những đức đang ngồi niệm Phật, nên đức nhìn xung quanh, ủa người nào cũng đuối quá, cứ ngất ngơ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người nào cũng đuối rồi. 12 giờ phi cái ca đó đuối dữ lắm. Thì quý vị biết rằng là tự nhiên những đức cảm giác nó có một cái luồng khí mạnh dữ lắm, nó mà nó kinh khủng, nó luồn ngang người mình một cái luồng khí mà không tưởng tượng được, như là một cái đạn binh đi vậy quý vị. Nhân Đức nói, rồi xong, có người chết à. Tại vì cái luồng khí này nó đến nó xử lý nè. Cái luồng khí này nó đến nó xử lý nè quý vị. Thì quý vị biết rằng là Nhân Đức nhìn qua cái bà kế bên, nó chết queo. Cái luồng khí nó nó kéo. Mà như là một cái lực lượng mà một cái đàn binh nó đi. Giống như mà nó chan lại mà bắt nó đi, bắt nhào vô đông vậy đó quý vị. Bởi qua Thượng Tinh Không thì nói rằng là mỗi người chúng ta là cỡ nửa đoạn đường mà quan gia đi theo. Vì thế nó mà gần chết nó ào vô nghe. Mà đa phần là bệnh đau nằm, nó ngơ ngắt nghéo đó không.
Thì tuy là được nằm trong vòng hộ niệm nhưng ngắt ngơ ngắt nghéo. Thì mình không niệm Phật được sao cảm bổ nguyện. Mình phải niệm Phật được mình mới cảm bổ nguyện. Mà cảm bổ nguyện thì Phật lực mới gia trì cho quý vị. Quý vị mới tỉnh táo, quý vị mới niệm Phật giáng sanh. Còn quý vị nằm đó người ta niệm A-di-đà-phật. Nhưng quý vị, cứ gì, cứ là gần chết. Tại vì quen, nhìn với quen. Cứ gì, quý vị biết gì đâu. Không nghe biết gì chứ nghe. Đơn thì nó bay, nó tới thọ mạng đến, nó ồ vô, nó kéo đi vô cảnh giới của nó. Còn nhiều người bị biết rằng là khi nằm đó, ngày gần chết nói vậy nè: ba, kêu ba vô đi, kêu ba vô. Hỏi, ủa, ba bà còn không? Ông chết lâu rồi, chết lâu lắm rồi. Ba kia, mẹ kia, ông nội kia, kêu vô đi, kêu vô. Thằng là người chết, kêu người chết không à. Thì người ta giả ra cái người mình ái nhiễm. Người ta đứng ngoài kêu mình, kêu vậy nè. Sao kêu hoài vậy? Vô đi chứ kêu cái gì? Đó, nên mình mà gặp trường hợp thì mình kêu niệm Phật đi. Niệm Phật nghe. Nè nè nè, niệm Phật nè. Niệm Phật đi. Niệm lên cái là biến mất liền. Nhưng mà không niệm là khi chết là đi theo liền. Mà đi theo quan gia. Quan gia nó giả cho người thân, nó kêu mình đi theo. Nên thường mình nhiễm ô chỗ nào, mình ái chỗ nào là người ta hiện ở chỗ đó. Thí dụ như bây giờ những đức nói thiệt, những đức hướng dẫn quý vị niệm Phật là quý vị chỉ có niệm Phật thôi. Thí dụ như người trong chùa mình, người nào mà quá quý những đức, họ quá dính mắt đi, khi họ chết đi, gần chết là quan gia người ta sẽ hiện những đức, ta gũ đi. Tại vì sao người ta có thể giả cái người khác được hết, giả cái Phật khác được luôn, nhưng mà riêng Phật A Di Đà người ta không giả được. Tại vì đó là bổn tôn, đó là bổn nguyện, mình niệm người ta không có giả được đó. Nhớ nghe, cái này là cái quan trọng lắm quý vị ơi. Nó nên á, mà mình nghe như vậy rồi nè, con người mình nó dũng mạnh tinh tấn, nó niệm Phật lên. Tại vì như đức thấy rõ ràng mà. Đó, rồi xong rồi chết xong rồi bắt đầu là tiếp tục hộ niệm. Hộ niệm hai mấy tiếng rồi niệm rồi đem đi, đem đi thiêu. Thế cái việc làm quý vị thấy không? Mình làm mình thấy nó điều đó nó tốt. Mà đối với cái người mà này nè, cái người mà chết này nè, thì nó tốt được cái phản của nhân thiên. Chứ ngoài ra mà nói giảng sanh là khó, những cái ngơ cái ngơ mà giảng sanh gì? Tu trễ quá. Phải chi còn khỏe, còn biết, còn tỉnh cho quý vị thì nó ngon. Nhưng mà cái này vô chùa là đơ hết trơn rồi. Mà đa phần là chờ đơ mới vô chùa. Cái sức khỏe và cái thời gian là bỏ ra ngoài thế gian nhiều. Bỏ ra nhiều quá mà khi cẳng tử nghiệp là hoàn toàn mình lãnh đủ để mình đi đọa tam đồ ác đạo. Quý vị thấy thê thảm chưa? Đó, nên từ nơi đó mình nhìn thấy rõ ràng luôn, nên mình bây giờ mình phải dũng mãnh tinh tấn. Mình đang còn khỏe, mình đang còn tỉnh táo, mình đang còn làm được những việc mà bản thân mình làm được. Làm liền, cố gắng liền, không có đợi tới già. Cực kỳ khó luôn, già cực kỳ khó tu luôn. Khó tu dữ lắm, quý vị vô khu yếu đi. Vì nhìn đi, khu yếu kìa. Đó. Khó tu dữ lắm, sáng nào nhà đứa cũng qua nhìn mấy bà già yếu. Khó lắm quý vị ơi. Nó rất là khó luôn. Nó có một cái bà cụ nghe, con bà nó không dám vô thăm bà. Vì nó sợ. Nó sợ là mỗi lần bà nó vô là bà cái đồ đi theo. Có bà cụ già. Mà mỗi lần mà như đức nói chuyện gì, nói gì con cái là bà nó làm nè. Bà làm bà khóc vậy đó. À, nó được già rồi mình nhìn cái mình nói thôi, nhìn cái tuổi già sao đúng là khổ quá. Nên đúng là rõ ràng sanh khổ, thấy không? Bệnh khổ, già khổ, chết khổ đấy chứ. Rõ ràng khi già bệnh là khó thấy khổ. Đó, nên mình bây giờ mình còn cơ hội. Ngồi nó còn đau chân một chút, nhưng mà nó chỉ là cái đau chân một chút, nó chưa đến nỗi là già qua. Nên bây giờ là mỗi một cô, mỗi một chú về chùa mình nghe gì nè, phải dũng mãnh tinh tấn ở nhà mà siêng niệm Phật. Đừng có giải đãi. Mình giải đãi là mình dạy khờ. Giải đãi là dạy khờ. Nên những đức nói rằng là cái niềm vui mà không có tác dụng phụ chỉ có niệm Phật. Chắc chắn quý vị luôn. Mà mình thì sống trong cuộc đời này, mình dùng đa dạng phương tiện để mình dẫn dắt một số chúng sanh khác. Thì biết rằng là khi ca sĩ người ta hát ấy, là có một số người người ta nghe hát, người ta không bao giờ nghe pháp. Người ta nghe hát không à, người ta không có thể nghe pháp đâu. Nên những đức cứ nói rằng là mỗi lần ca sĩ hát phải đưa một công đoạn ngắn vô để dính với ca sĩ, để cho họ được nghe một câu hay câu, được nghe một câu hay câu, cho chúng sanh nó được lợi ích. Nên quý vị biết rằng mà ca sĩ mà lại chùa mình mà niệm Phật ba câu là đặc sắc. À, vì cái lượng người mà nghe ca hát đông lắm. Cái lượng người nghe ca hát đông lắm quý vị ơi. Cái lượng người mà nghe pháp nó không đông bằng ca hát.
Nên quý vị mà mình mà phải bắt ca sĩ phải niệm Phật à, ca sĩ phải niệm Phật. Mà thật sự mà người ca sĩ nào mà khôn là để cái đoạn đó đừng có cắt. Họ mà cắt là đúng là họ khờ. Tại vì sao? Cái câu công đoạn đó, ba câu đó đó, cái bài hát của họ nó không so sánh được với một nhít nữa, chứ đừng nói chi mà ba câu. Bài hát nó không được một nhít của cái câu mà vừa mà A nữa. Cái chữ A thôi đó là bài hát của họ. 100 bài cũng không bằng một cái nhít của chữ A nữa. Quý vị biết rằng trong kinh mà nó giảng cái chữ A là quý vị biết cỡ nào chưa? Cái chữ A là dữ lắm á. Đừng có nói như Di Đà Phật à. Nên ba câu đó đó phải để là đúng, là bao nhiêu người coi là bao nhiêu người mình niệm Phật cho họ nghe. Cái phước đó lớn, cực kỳ lớn luôn, lớn lắm. Nó mình nói quý vị nhìn từ những đức quý vị thấy rõ ràng là cuộc đời nhất là thay đổi số mệnh. Niệm Phật mà ra thích làm gì? Mà giảng pháp là lên giảng là nó nhớ hết nha quý vị. Lên giảng là nhớ hết. Muốn kể chuyện gì là kể hết, buông ra ngoài quên mất tiêu. Lạ không? Nhưng đức là không có phải ghi chép cái gì mà nhớ hết hoàn toàn luôn. Khi kể bao nhiêu câu chuyện cũng kể được hết. Khỏi cần có câu chuyện nó cũng kể ra câu chuyện được nữa. Kinh khủng vậy đó. Khỏi cần có câu chuyện cũng kể ra được câu chuyện đó luôn nữa. Mà câu chuyện đó là câu chuyện trong Phật pháp luôn. Mà kể lạ lắm, kể vô ra một câu chuyện. Nó thành hình ra một câu chuyện luôn. Thì quý vị biết là pháp môn tịnh độ này không đơn giản đâu. Nó cái này là khó lắm quý vị. Nó rất là khó luôn á. Đó thì mình nó thích niệm Phật là vì cái pháp niệm Phật này hay. Niệm Phật là sanh trí tuệ rõ ràng. Mà cái trí tuệ của cái người niệm Phật là cái trí tuệ bình tĩnh. Nó thường bình tĩnh lắm. Cái người mà niệm Phật nhiều đi quý vị sẽ rất bình tĩnh. Vì quý vị tin sâu nhân quả. Cái chuyện gì nó đến quý vị bình tĩnh. Còn cái người mà niệm Phật mà cái gì đụng tới một cái là mình sợ hãi, mình lo âu là nó chưa đạt. Nên mình phải hết sức bình tĩnh thì nó mới giải quyết được vấn đề rất là hay. Đó nên về đây mà nghe như vậy rồi thì cả quán thân trái chủ đi theo mình hay những hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai cũng gì nữa, niệm Phật đi. Quan gia nên giải đi. Giải đi. Nghe giảng gì rồi quá giải cái nghiệp quan gia đi, đừng có theo đòi nợ nữa. Nếu mà theo đòi nợ thì đời đời cái kiếp cứ khổ hoài. Cứ đời đời cái kiếp khổ hoài vậy đó à. Nên đó mà coi quý vị nghe như hồi sáng kể thấy chưa. Cái cảnh giới của cái quốc độ này nhiều thứ lắm. Cảm được thì thấy liền à. Cảm được thì thấy liền. Như hồi sáng nhiều qua mình đã gặp cái cô đó, cô nói ờ thầy nói rõ ràng luôn thầy. Hồi tối con đi tiểu. Xong con vừa bước tới cái chỗ khu vệ sinh ở bên kia à, nó là bước đến khu vệ sinh cái con thấy 6 người đứng à, 6 người đàn ông đứng ở chân khu vệ sinh. Con nói trời trời sao mà 6 ông mà sao đứng ở chân khu vệ sinh nữ gì trời. Rồi xong con cứ lặng mà con tưởng đâu 6 người thiệt không. Nó rõ ràng thấy ghê. Mà trong cái cảnh giới bị thấy là bị thấy rõ lắm quý vị ơi. Giống cái câu kia cô nói rằng là có thấy cái bà đó mà tưởng đâu cái bà trong phòng không thấy chưa. Nó rõ ràng luôn. Thấy rõ ràng luôn. Hiểu không? Nói 6 ông đứng. Cứ đứng hoài lạng hoàng ở trong cái khu vệ sinh nữ. Mà ở trong cái khu vệ sinh nữ, ví dụ như cái chỗ đi vô vệ sinh nó có cái đường gì nè, rồi mới vô vệ sinh. Đứng ở trong cái chỗ đó 6 ông đứng ở chỗ đó hoài. Bà nó nói tự sao mà 6 ông này đứng chỗ này thì kỳ cục quá trời. Muốn vô đi vệ sinh mà ngán quá. Nó nói mấy chú ơi, đây nhạy sinh nữ mà đứng đây chi. Ở đứng ngoài mới kêu vô mấy chú ơi, đây nhạy sinh nữ mà sao mà đứng đây chi à. Vừa kêu một cái bên nhìn lại mất tiêu. Thấy chưa? Vì thế bà nói trời là trời khỏi đi tiểu luôn đi chi à. Giống như nước tiểu nó chạy ngược lại luôn đó quý vị. Mà con người mình nó kỳ lắm quý vị, nó nghe ma là nó sợ lắm. Mà nó sợ mà nó phái nghe chuyện ma. Nó phái nghe kể chuyện ma dữ lắm. Nó vì nó mà thấy kinh chưa. Mà bà nó bà thấy rõ ràng mà bà kêu luôn. Thấy không? Giống hình con nhỏ kia vậy đó. Nó kêu mà nó thấy cái bà đứng ngay nhà vệ sinh đó, nó kêu bà cụ ơi bà đứng đây chi hoài vậy. Kêu cái mắt tiêu. Mà kêu cái là mắt liền à nghe. Chứ không lẽ kêu trả lời. Bây giờ kêu mà trả lời chắc mình ớn lạnh luôn quá. Nó thiệt luôn á.
Kêu cái là mắt tiêu liền, trong cái cảnh giới đó là nó cảm được, cảm ứng với cảnh giới đó. Mình kêu cái là tỉnh liền à, là bắt đầu là mắt tiêu. Nó còn gặp mà mình kêu mà ô mấy chú ô, mày sao mà mấy chú đứng đây làm chi nè, đứng đây chơi chứ đứng làm chi á. Thôi tại cái này mình xanh xương luôn á chứ quý vị ơi, ớn lên đúng không? Nó nhưng mà vua kêu một cái mắt tiêu, sáu ông mắt tiêu. Bà này bà biết rồi, thầy cũng nghe như thuyết giảng bà hiểu rồi. Tại vì cái cảnh giới đó nó có, nó nên từ từ đó bà rồi bà lặng bà đi kiếm vô khác bà tiểu. Sợ quá. Quý vị biết á, cái nhà ngoại cảm người ta coi á, mà có cái ông đó mà người ta đi tìm xác, người ta thấy cái ông đó đó, ổng ngay chắn cái nhà vệ sinh, kêu ổng sao mà ở đây làm chi vậy, sao mà không đi mà ở đây làm cái gì, cho nhà vệ sinh này mà ở làm gì vậy. Nói ở đây hoan chi à, vì ngày nào cũng có con nhỏ nó đẹp nó tắm ở đây. Nó rõ ràng không, cái nhà ngoại cảm hồi xưa mà người ta coi, người ta rõ ràng, người ta nói là thấy cái linh hồn rõ ràng, lợn ta nói chuyện luôn, nhà ngoại cảm ta thấy rõ ràng ta nói chuyện luôn. Thì nhà ngoại cảm là thường ta thấy người ta nói chuyện được luôn đấy, vì cảnh giới người ta nói được. Thì người ta hỏi là tại sao ở đây hoàng chi à, trong khi đây là nhà di sinh. Nói là xưa tôi chết nó chôn dính dưới đây nè, mà giờ tôi ở đây là do gì, đây có nhỏ gái nó đẹp bữa nào nó cũng tắm đây, nên tôi ở đây để tôi cần tôi gìn nó tắm chứ. Nó quý vị thấy không, con hồn có khác gì cái người bình thường đâu. Nó vì nghe gì rồi quý vị mới thấy rằng, nó thấy chưa. Nên bản thân của mình mà mình mà tùy tiện, mình là người nữ mà mình tùy tiện đồ, mình nghĩ không có ai, hoặc là cái chỗ vắng vẻ không có ai đồ, mình tùy tiện này kia bị người ta nhìn đó. À, tại vì cái cảnh giới trong cái cõi này nó nhiều lắm quý vị ơi. Nên cái nơi nào, cái nơi không có người như có người. Rõ ràng cái câu này người xưa có nói mà, chỗ không có người như có người phải cung kính. Tại vì xung quanh mình nhiều lắm, người ta có những cảnh giới, người ta đứng người ta nhìn mình nó. Nên mấy bà mà lạng hoạn đồ, mấy bà mà bày hay đồ đó, mấy bà mà không, là người ta thấy đó. Bởi vậy thấy không, người ta canh gì mà cứ ở đó hoài. Rồi cuối cùng phiên giải rồi xong mới chịu đi. Nó ở đây lâu chưa, ở lâu lắm rồi, qua từng đợt. Và lúc trước thì mẹ nó, sau này tới nó thấy chưa. Nó cả khi mà ngay nhà mình luôn, nó cũng có cái bằng âm ở đó đông lắm. Nên mỗi một con người mình, cái nơi nào cũng phải tụng kinh niệm Phật, cái nơi nào cũng phải tu hành. Nên nhà mà có thần ngôi tam bảo nó hay lắm. Nhiều bà mà nghe kể chuyện này với bà đồng nè, tôi quay là bình nhìn tôi thấy mắc cười thế ghê. Thôi là trời, mới là mà kể chuyện ma là mấy bạn mình như Đức kể cũng thu hút nha quý vị. Có nhiều khi mà như Đức kể chuyện gì có nhiều người ta nghe ta làm được. Có cái bà đó hồi xưa mà bây giờ phải sợ quá, bà không có dám nữa, bà giống ngồi phía trước nữa. Nhưng Đức giảng là bà ngồi phía trước với Đức không à, mà mỗi lần như Đức giảng là bà ngồi dưới bà làm nè. Thì đứng ở đây như Đức vơ tay sao là bả dưới. Mà cái mặt ngộ lắm, cái mặt bả làm ngộ lắm. Ông như Đức giảng cũng dễ bị liệu theo lắm quý vị. Cái đó bà ngồi dưới bà làm nè. Con bả, đứa con bả nó mới lấy con đoạn bả nó cắt ra. Nó cắt ra xong nó mới đưa cho ba nó coi. Ừ. Khi mà ổng coi xong, ổng mới nói với bà, ổng nói nè, tôi nói thiệt với bà nghe, bà phải bóp bà kiếm vô khác bà ngồi đi, bộ bà muốn nhát ma thầy hả. Ổng giảng mà bà làm cái mặt thấy ghê quá. Mà thật sự mà bà ngồi vậy bà làm cho mình mê giảng lắm mấy vị ơi. Bà làm mình hướng giảng lắm. Bà ngồi bà làm nè, xong mình giảng cái câu nào mà tới chữ Phật đó, bà làm vậy đó, làm ngộ lắm. Ví dụ mình bà thuộc bài luôn, mình giảng cái đoạn nó chưa nói tới câu đó, bà nói bà làm vậy đó. Ờ à, rồi cái tay bà dưới làm đủ chuyện chứ, ngộ lắm kìa. Mấy vị thấy không, nó nên á. Bây giờ Đức vừa giải lâu lâu, giờ Đức nhìn qua câu nào mình thấy bà làm. Mình có thấy con mắc cười quý vị. Nó nên không quý vị ơi, mình về đây mà mày nghe giảng gì nó làm cho bị vui á, làm cho bị khỏe lại chứ không có chuyện dở đâu.
Thật sự mà nói ăn uống nó cũng ngược giờ, ngủ nghe nó cũng thay đổi thất thường, đông người. Nên bà nào bà nấy nói chứ đi tu 3 ngày chứ nhìn bị héo héo một chút. Mấy bà canh quá trời luôn, mới làm dữ quá nên cuối cùng nó cũng hơi đuối đuối. Nhưng mà gặp những đức mà lên giảng mà cái kiểu mà không vui là quý vị kẹt lắm á, bây giờ đâu nghe. Nhờ vui, vui là thấy mấy cô tươi liền á. Rõ ràng vui cái là tươi liền à. Mà vui tươi thấy chưa? Vui tươi. Hiểu không? Đó, nên á, ngoài cảnh giới mình quý vị phải tin là có cảnh giới vô hình. Dữ lắm nghe chưa? Bà thấy chưa? Bà đó bà thấy rõ ràng đó. 6 ông. Mà bây giờ đúng là Hương Linh đó, tập trung nhà vệ sinh đồ dữ quá. Kỳ cục ghê trời, sao mà Hương Linh vừa tập trung nhà vệ sinh. Nên là nè, mỗi buổi tối chắc kỹ thì tiêu. Buổi tối mà khiều khiều ăn cái quên. Chị, gì? Chị em, cái gì không? Em đi, chị đâu có đi đâu. Không, chị đi theo em. Niệm Phật chứ nghe nó ma sợ lắm. Kỳ đúng không, sợ ma đúng không? Sợ chứ. À, sợ. Nó giống như hôm qua cô kia có nói gì xong vậy Đức nói nè. Mà sao á, cô vô cái phòng đó đó. Cô nói à, quý vị ơi, à, ở đây mấy cái bà này bà sợ lắm. Nên thôi qua phòng tôi ở đi. Bà sư cô nói, thôi con cứ. Bà ở phòng nào bà ở kệ bà đó, đừng kêu phòng con. Không dám quý vị ơi, không có dám. À, kêu mà cái người có lực mới được. Yếu thì bà kêu qua một cái thôi. Cứ mình nằm ngủ mà cứ mở mắt nhìn mình mà. Không, cái kiểu mà mình đang nằm ngủ nửa đêm mà vì mình mở mắt ra mình thấy có người đứng nhìn mình, ta cười cười quý vị. Kiểu như mà nửa đêm mà tự nhiên có người đứng nhìn. Mình tự nhiên cái mình làm vậy nè. Vừa dụi mắt cười thêm cái nữa. Chân gắn gì là anh gắn. Tay chân gì tự nhiên. À, sao kỳ cục quá. Có cái bà kia nghe, ma nhát bà. Mà bà lết không. Sợ quá bà lết. Ông chồng hỏi, cái gì vậy bà? Bà nói, cô thương. Sợ ma quá, cái miệng cứ ngắt rồi vậy. Ông chồng hỏi, cái gì? Bà bị cái gì vậy ông đấy? Ông chồng càng sợ. Ông chồng nói, anh chở bà. Bà nói, trời trời, nó sợ quá, cứng ngắt cái miệng quý vị ơi. Tôi về đấy, mình sợ cái gì? Cái miệng mình nó cứng ngắt rồi đúng không? Mà ông chồng này, bình tĩnh cái gì nói đàng hoàng, tôi xử lý. Thấy không, sợ ma, nó cứng ngắt cái miệng đó chưa? Nó nên từ nơi đó bị biết. Ở đây á, những đứa nói rằng á, không có cái chuyện mà hiện cho ai thấy là bậy bạ nghe chưa. Người ta sợ á, người ta mà sợ một cái là mình có tội. Chọc ghẹo người ta là mình có tội. Thấy không? Chứ cái cảnh giới Hương Linh là đông lắm nhưng mà mình không có cho phép. Hiện mà người ta thấy là người ta sợ là mình có tội. Hiểu không? Vì chỉ cần mình đi mà người ta đi vệ sinh mà người ta không dám đi là mình có tội rồi. Mình nhát người ta mà giỡn chi kỳ cục vậy. Hiểu không? Ở đây thì cứ ở tu bình thường, đừng có nhát ai, đừng có hù ai nghe không? Nên có cái gì thì đi qua khu tăng chứ. Qua khu tăng mà cái phòng làm phim của tôi á. Thấy không, phòng làm phim của tôi á. Qua đó tôi làm phim rồi, tôi giảng pháp rồi bên đó đó. Thấy không, mà coi rồi tôi làm phim chứ. Thấy không, đừng có chọc ghẹo Phật tử nghe chứ. Nghe câu này cũng ấm ha. Không, mà cái cuộc sống á, nó phải hòa hợp, nó sống cảnh giới nào ra cảnh giới nấy. Chứ đừng có bao giờ mà trà trộn bậy bạ. Mình cảnh giới này mình sống theo cảnh giới nấy cho đàng hoàng. Vì thì mình cùng sống với nhau trong cái quốc độ bình yên. Chứ đừng có làm nhau phải sợ hãi lo âu chi. Thấy không, trời ơi, tu niệm Phật chứ nhắc hết nè. Vậy đó, nhắc hết nè.
có cái bà kia mới nói là bằng đêm bà ngủ mà tự nhiên gió thổi mà cái màn nó quơ á, mà tự nhiên nói, sao màn quơ hoài ta, cái màn quơ hoài trời. Không, con người ta nó kỳ lắm mấy vị ơi. À, mà khi mà quý vị sợ nó ngộ lắm nghe, khi quý vị mà sợ cái tự nhiên đèn nó tắt. À, khi mình sợ cái tự nhiên đèn chớp mấy cái mình nói sao kỳ đó, đèn chớp rồi. Cái cô kia bữa đó qua cô tăng bà ngủ, cái tự nhiên cái bóng đèn nó cứ giật. Sao con thấy bóng đèn giật hoài thầy. Nó đâu có gì đâu, bóng đèn nó cũ quá hư. Thay bóng đèn mới, xong cũng giật. Xong nó ủa sao bóng đèn mới nó cũng giật vậy ta. Mà những đứt vô thì nó không giật. Mà những đứt đi ra thì bóng đèn nó giật. Nó ngộ không? Là tái chắc tại vì những đứt có điện mạnh. Đúng không? Đủ điện nha. Nên điện đèn nó không giật. Chứ gặp mà nó yếu điện là điện nó giật. Còn mấy cô là điện bao lá. Không có sao, hiểu không? Đó nên phải nhớ rằng, nhắc lại cái câu, còn sống tu thì đặc biệt lắm. Chết rồi làm hương linh khó tu lắm bạn ơi. Cực kỳ khó tu nghe. Nên á, bây giờ còn nè, thân người nè phải nỗ lực mà niệm Phật, nỗ lực làm thiện, nỗ lực tu. À, bây giờ bị cứ nghĩ đi, bây giờ mình chết mình làm hương linh đi, mình thấy chồng mình nó đi với con nhỏ khác, nếu người ta còn phước là mình đi đeo theo mình kênh không đó, mình không làm được gì người ta. Kênh không đó không làm được, nhưng mà thiếu phước là nó dứt, thiếu phước là nó bóp cổ được, có bóp cổ được đó. Nó bị nó chuyện dẫn chơi, nó vô nó bóp cổ con nhỏ vừa nhỏ. Nó thấy chưa? Tại vì cái cảnh giới đó là nó con nhỏ này nó thiếu phước nó hết từ bóp cổ được luôn. Đó, nên nó làm hương linh khó tu lắm. Nên quý vị đừng có chờ cái ngày chết để được người ta cúng hoặc được người ta hồi hướng cầu siêu. Nó không được bao nhiêu đâu. Nó còn sống này nè, bản thân mình làm bao nhiêu được bao nhiêu. Nên thân bệnh đau ung thư bệnh này bệnh kia phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ đừng có ngồi đó rầu rĩ buồn phiền chi. Thấy không? Mỗi ngày mà không siêng niệm Phật là bạn đang bỏ vô lượng trí tuệ. Mỗi ngày bạn không niệm Phật là bạn đang bỏ vô lượng phước báo công đức. Bạn mà không niệm Phật là bạn dạy khờ dữ lắm đó bạn ơi. Nghe chưa? Mà niệm Phật cũng là đại cầu an cho mình và cho người. Niệm Phật cũng đại cầu siêu cho mình và cho người. À, nghe như vậy một cái đi rồi tất cả con người sống của người chết gì nó cũng hưng hực cái tâm niệm Phật. Nên quý vị về đây nghe cái nghiệp quan gia thế chủ người ta buông quý vị xuống nhiều lắm. Mà ta ở lại chùa này đông lắm nè. Quý vị thấy những đứa cúng những đứa nói quý vị cứ ở đây đi. Người sống những đứa cúng ngủ ai ở được thì ở tu mấy bà già đâu. Còn cái người mà mắc rồi những đứa còn ngủ quý vị có ai dám mà ngủ hương linh về nhà không? Đâu có dám. Quý thấy con mình những đứa kìa. Rõ ràng không? Tối ngày mà này hương linh ơi, thập đại cô hồn ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi. Kêu tối ngày, kêu mười mấy năm luôn quý vị. Cúng tối ngày kêu hoài. Từng chủ nhật nữa vì vậy quý vị cũng nghe những đứa kêu nữa không? Có cái bà kêu nói con nghe thầy kêu con sợ quá. Không có đơn giản đâu quý vị. Ừ. Nên từ nơi đó mà gì mà người ta dìa chùa mà người ta tu. Nó còn mình họ đâu có dám kêu gì nha. Bị dám không? Có ai thì dám không? Ai dám là đây là chùa nó có hương linh nào về nhà tôi tu chung à. Đâu có dám. Mình không có đủ cái lực này đúng không? Mà vừa rung một cái là có chuyện xảy ra. Còn ta ở đây là ta không có sợ. Ta gan. Đúng không? Có lần anh Đức đi vòng chùa. Tự nhiên thấy quá trời đông người ta. Người ta cũng đang đi niệm Phật với những đức. Nó đi đàng hoàng nghe. Nó tu niệm Phật là niệm. Còn mấy người đi cùng thì niệm thì cứ niệm. Chứ ngoài ra mà đừng có giỡn hết nghe chưa. Không có thích nghe. Rồi bắt đầu người ta đi bình thường người ta niệm Phật. Khi 12 giờ mấy đi vòng niệm Phật. Thấy người ta đi người ta niệm Phật đông quá trời luôn. Cái đầu người ta kêu nó đi đàng hoàng nghe chưa. Mà đi niệm Phật đàng hoàng chứ không có được giỡn. Mấy đứa nít chạy giỡn á. Nó đi đàng hoàng niệm Phật có. Mình nói vậy đó, tự nhiên mình bình tĩnh, mình thoải mái. Chứ nếu mà mình không nói gì mình sợ thì sao? Giỡn đâu quý vị. Oh.
chùa mà niệm Phật gì không đơn giản. Ngày xưa đây là rừng xác nha quý vị, chứ không có giỡn đâu. Nó nên nên cái ngôi chùa mới Hòa Thượng ngày xưa là cái chỗ đó là người 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 ta là giống như là cái nơi mà người ta ngày xưa mắc nhiều cái đồng mới dọn xác người ta đó. Gọn đi hết trơn cái nơi đó. Nên cái miếng đất đó ngày xưa mà mới qua tu nó không đơn giản, đâu phải là Hòa Thượng mình có đức lắm mới xây chùa đồ ổn định nơi đó. Mà nơi đó sau này mà tu được tốt là nơi đó đặc biệt, cảnh giới đặc biệt, đúng không? Nơi cái nơi nào mà móc lên cái đạo tràng niệm Phật là chúng sanh lợi ích không tưởng tượng được. Tôi thấy rõ ràng không, cái nơi này cái đạo tràng niệm Phật ở đây, vì thấy không, cái khu cái nơi này là cái nơi mà khu công nghiệp, vì thấy không, lên luôn, lên quá trời lên luôn. Ngày xưa giờ Đức mới đi đến đây thấy nó tạ tơ tạ tơ tê tu, nó bèo nhèo lắm mấy vị ơi, khu vực này á. Mà bây giờ tụi nó quá cứ là hoành tráng luôn, cái khu vực này phát triển quá trời luôn. Vì rõ ràng cái nơi nào niệm Phật là nơi đó phát triển lắm, đúng không? Vậy thì nhà mình phải để máy niệm Phật, nhà mình phải nghe pháp mỗi ngày, mình phải siêng năng niệm Phật. Nhớ nghe, bà Thuận Ngãi Hiền ngày niệm Phật thì nói một câu: khi tôi niệm Phật nghe, trên không trung niệm Phật, dưới đất niệm Phật, lưng chừng niệm Phật, trên cây niệm Phật. Thì rõ ràng khi những đức mà đi vòng vòng 12 giờ phi niệm Phật thì thấy rõ ràng người ta đi niệm Phật chung đó. Người ta đi niệm Phật chung rõ ràng thì biết rồi. Thì ra là ngoài cảnh giới mình tu còn nhiều người ta tu. Bữa nào như đức quý vị đi đây, như đức dẫn đi cho người ta đi chung như vị. Cô Diệu Sưng, sao được không, ổn không? Thư dám đi chung với người ta niệm Phật được hả? Nên hả? Mai đâu thử đi với Hương Linh niệm Phật thế coi sao. Ừ, nên từ nơi đó quý vị biết rằng người ta niệm Phật để yên vậy đó, thấy không? Để yên cho người ta vậy. Nhất là ở nhà vì mà công phu tu nghe, nhiều người ta tu chung với vị lắm, hiểu không? Nhiều người ta tu chung với vị lắm, phải giỡn đâu nghe. Chứ chi là ngôi chùa gì. Nên từ nơi đó nhắc quý vị là phải cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, độ mình và độ người. À, thấy niềm vui niệm Phật là không có tác dụng phụ nghe quý vị. Mà niềm vui niệm Phật có không suy nghĩ nhiều, đúng không? Không có gào trước đón sau gì nhiều, hay bẻ mồm bẻ miệng gì hết. Thấy niệm Phật là đặc biệt lắm. Nên mọi người mình về đây nhắc viết mà giống như nó thấm. Giống như nhắc tới nhắc lui nhắc hoài với nó thấm. Nó thấm con người còn sống mà thấm luôn người chết. Hương Linh á, thấy không? À, có rất là nhiều người người ta cứ nghĩ à, một câu Phật hiệu này nó ít quá, nó ít quá quý vị, nên à, nó không có trọng lượng như những cái mà biết nhiều đọc nhiều cái này kia đâu. Ta nghĩ là đọc nhiều biết nhiều á là nó cao siêu, ta nghĩ câu Phật hiệu nó ít quá. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật nó quá ít rồi. Nó ít vậy thì sao nó được trọng lượng? Mà không ngờ một câu Phật hiệu này nó thù thắng dữ lắm. Nặng căng lắm. Cũng vì nặng căng quá nên cái người mà để tin Pháp Môn Tịnh Độ này ít. Tuy là người ta có thể tu Tịnh Độ nhưng mà tin tới nơi tới chốn ít lắm. Thật sự nó rất là ít luôn quý vị à. Chỉ có cái người niệm Phật mà chân thật nhiệt tình thì mình mới thật sự mình tin, với mình gặp những sự cố này kia mà mình vẫn niệm Phật rồi mình vượt qua, rồi lúc đó cái lòng tin mình nó mới kiên cố được. Chứ nếu không á là nó cái lòng tin nói chứ nó nằm bên ngoài, nó không tin được. Nên ví dụ như khi mà mình kêu ai mà niệm câu Phật hiệu đi, mình nghĩ rằng điều đó là tốt cho họ lắm, nhưng họ nghĩ là họ phải đọc một cái gì đó nhiều thêm kìa nó mới dữ dằn, chứ câu Phật hiệu ít quá. Thì thấy rõ ràng không? Trong khi câu Phật hiệu thôi phải nhờ chúng nghe, phải nhờ chúng lôi họ, kéo họ niệm á, chứ không phải dễ họ niệm được đâu quý vị. Ví dụ có những người ta nghĩ rằng người ta phải thuộc về chú Đại Bi là dữ dằn lắm á quý vị. Người ta phải trì về chú Đại Bi là dữ dằn lắm. Cái việc đó ít ai thuộc được, họ thuộc được là họ dữ lắm. Nhưng mà không ngờ, tại vì họ khó thuộc quá nên đâu phải ai cũng thuộc.
rồi nhiều bà già mắt mờ, rồi miệng mồm đọc không rõ ràng, sao đọc đây. Nên từ nơi đó mà nghĩ rằng mình thuộc bài chú đại bi là dữ dằn. Nhưng mà ít ai làm được, thì thí dụ như nó khó, nó khó thì người ta không có làm được. Còn câu Phật hiệu thì do dễ ai cũng làm được. Nên thí dụ như một câu Phật hiệu thì cũng là cái trọng lượng như bài chú đại bi thôi, nhưng mà ai cũng làm được. Cái thù thắng của cái pháp tịnh độ là cái này ai cũng làm được, nó thành thù thắng. Nó thù thắng là vậy đó. Đó, ví dụ như một cuốn kinh mình tụng thì bữa nay một câu Phật hiệu thì cũng ngang nhau, nhưng mà một cuốn kinh thì nhiều người đâu phải ai cũng tụng được. Ví dụ như người yếu, người bệnh ung thư, người gần chết khó. Ví dụ như người gần chết đi, bài chú đại bi đã khó, chú giảng sanh cũng khó đối với người gần chết, nghe không? Chỉ cuốn kinh nó mới nói rằng là tụng kinh không bằng trì chú, mà trì chú không bằng niệm Phật. Cái không bằng này là do cái phương tiện nó dễ, phương tiện nó dễ. Nên mình về đây quý vị à, chùa mình tặng tượng Phật quý vị thỉnh được. Về quý vị cứ làm ăn vị gì là vẽ ra. Tại vì mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật, nên bây giờ mình ăn vị Phật là mình niệm Phật, mình lễ Phật là xong rồi. Tôn tượng lên quý vị thấy ai cũng làm được hết chứ. Bây giờ nghi lễ này kia thì nhiều người mình làm quá được, phải nhờ người ta ơi. Nhưng mà nếu mình niệm Phật, lễ Phật thì mình tôn tượng lên, mình thờ là từ đó về sau là mình tu luôn được rồi. Gọn hơn, vẽ re luôn. Rất là nhiều người, người ta cũng lo là cái thỉnh tượng Phật về người ta phải chọn ngày nào tốt, rồi người ta phải nghi thức làm sao để tôn tượng lên. Nhưng mà khi người ta nghe mình dạy dễ quá, càng tôn tượng sớm như nào càng tốt như nấy. Cái lý này nó đúng như lắm quý vị à. Vì Phật Bồ Tát á, vượt khỏi cái dòng mà lẳng quẳng à, không có nằm trong cái nghiệp duyên câu thúc đó nữa. Nên mình thỉnh tượng Phật gì mình tôn tượng lên, ngày nào buổi nào cũng tốt, càng sớm càng tốt. Theo những đức nghĩ rằng quý vị chuẩn bị thỉnh tượng Phật là nhà đã làm bằng thờ sẵn luôn. Vừa thỉnh tượng gì tới nhà là lấy ra trong cái thùng mở ra, bắt đầu tôn tượng lên, bắt đầu thờ lên bằng thờ liền, rồi bật cái điệu lễ Phật, niệm Phật lễ Phật lên, rồi xong. Từ đó là sao cái gì mà tục. Tại vì mỗi ngày của mình là niệm Phật lễ Phật, thì bây giờ mình an vị Phật bằng cách niệm Phật lễ Phật. Mà gia đình có ngôi tam bảo hay lắm, đặc biệt lắm. Tại vì ông bà cha mẹ thờ, nên con cháu từ đó vì sao thắp nhang giết quen, giết rồi con cháu mình phải thờ tam bảo luôn. Thấy không, thờ tam bảo luôn nên hay lắm quý vị à. Đó. Như hồi trưa là tao thỉnh tượng Phật nhiều lắm á, kinh đi quá trời. Đó. Nên á, mình chỉ người ta sơ sơ vậy, cái người ta về người ta thờ Phật người ta tu được ổn định. Nên quý vị biết rằng là mình sống trong cái cuộc đời này có nhiều cái niềm vui mà mình hưởng được lắm. Nhưng mà cái niềm vui niệm Phật là cái niềm vui mà nó lớn nhất. Cái niềm vui niệm Phật là cái niềm vui mà nó an lạc từ tâm làm sao á, nó đặc biệt lắm quý vị. Mà cái niềm vui mà niệm Phật đó là con người mình nó không có bị câu thúc và chụp lấy. Còn cái niềm vui ở cõi đời này có nhiều niềm vui mà bản thân mình khi được là mình sẽ muốn giữ nó lắm. Mình muốn nắm giữ nó quý vị. Bất cứ một cái hình thức nào trong cuộc đời này mình đều muốn nắm giữ nó. Cái niềm vui là mình muốn nắm giữ. Và khi nắm giữ mà giữ không được là mình khổ. Nhưng mà niềm vui niệm Phật thì nó đi sâu vào cái niềm vui an lạc giải thoát mà mình không có nắm bắt giữ hay là sợ mắc gì, mình càng muốn cho đi ra. Niềm vui niệm Phật là mình càng muốn cho đi ra nha quý vị. Ví dụ như giờ mình thương vợ mình không thể nào mình muốn cho vợ mình ai chứ, hiểu không? Mình thương chồng mình đâu muốn mình cho chồng cho ai đâu. Mình thương con mình còn mình có muốn cho con mình. Mình thương vàng bạc mình có muốn cho. Dữ lắm mình mới phát tâm mình cũng dường tam bảo, phải hiểu. Chứ đâu có dám cho ai, đâu có chịu cho ai đâu quý vị. Nhưng mà câu Phật hiệu là quý vị muốn cho người ta càng nhiều càng tốt, đúng không? Ví dụ như bây giờ ca sĩ người ta hát mà quý vị muốn cho người ta phải niệm mấy câu Phật hiệu, thấy không? Nó rõ ràng chưa? Nó không có cái tình thương nào mà nó muốn đến mức như vậy để cho người ta chứ. Nó đều là muốn giữ cho cá nhân mình đa phần nhiều chứ.
Thí dụ như bây giờ mình quý thương một người nào đó đi, mà người đó mà thương người khác nhiều quá, mình đã là trong lòng mình không thích gì mấy, mình đã cảm thấy bực mình. Nhưng mà chỉ có mình thương Phật, mình thương Phật, mình niệm Phật là tự nhiên mình muốn đem Phật mình đưa cho nhiều người. Dạ đúng quý vị, thì thấy cái niềm vui mà thương Phật là thấy đặc biệt chưa? Nó rất là đặc biệt luôn. Mà Phật là tuy không có nói cái gì chứ, nhưng mà mình thương Phật, mình niệm Phật thôi là cái tâm mình nó đặc biệt sao đâu á. Thấy không? Còn ví dụ như mình thương con người nào, người ta có nói cái gì thì chăng nữa, nhưng trong cái nói đó nó làm cho mình phải dính vào cái lời nói đó. Thấy không? Ví dụ giảng pháp hay quá, cũng quý mến là cũng có cái dính, mà nghe hát hay quá thì cũng bị có cái dính. Nhưng chỉ có cái niệm Phật là tự nhiên hay. Ngồi suy nghĩ đi quý vị, khỏe ghê á. Đó, nên những đức nói rằng là mình làm nhiều chương trình rồi mình mới nhìn ra. Mình làm nhiều chương trình mình mới nhìn ra. Những đức nói rằng là trong cái dịp tháng 7 này mình tổ chức chương trình cực, cực cho chúng, viên cực cho Phật tử. Thật sự mình nói mưa gió đồ quý vị ở đây đỡ nha. Ở ngoài như hồi trưa mà quý vị mà đang chương trình ở đây mà mưa, họ chạy quá chậm, chỉ ngồi đông y nó chạy vô đây chạy không được quý vị ơi, nó chặt quá trời, sao chạy vô được, nó xô vô. Rồi bên cô Tăng thì họ đứng ngồi toàn ten, đứng toàn ten ngồi ghê, người ta đứng như hương linh đứng toàn ten. Không, không hồi sáng giảng cái bài hương linh đó nhìn dữ lắm quý vị. Dẫn đâu nó, nên từ nơi đó mà thấy người ta cực mưa chạy tới chạy luôn. Đúng là suốt 3 ngày mà chùa mình công nhận tổ chức mà suốt 3 ngày mà ghê thì quý vị. Thấy không? Dữ thiệt chứ. Nhưng Đức cứ ngồi suy nghĩ, Đức nói ít có ai mà người ta làm cái chương trình mà 3 ngày mà xuyên suốt được gì quý vị. Thì biết gì sao? Tại vì người ta không có thâm nhập một môn. Người ta cũng không có thâm nhập một môn. Nên bây giờ mà 3 ngày mà bây giờ nếu mà mười mấy người giảng sư giảng thì quý vị chịu không nổi. Tại mỗi người người ta đưa cho mình một tư tưởng, người ta cho mình viết căng thẳng thần kinh. Nhưng quý vị biết rằng là cái chương trình của chùa mình, tuy là buổi sáng như Đức giảng xong rồi hát nghe quý vị, nhưng mà quý vị thấy cái chương trình nó đặc sắc ngay cái chỗ này. Quý vị phải để ý nè, để ý chỗ này nè, để ý ngay cái chỗ á, là cái chương trình nó không có viễn văn này nọ, không có bạch này bạch kia. Con nhận quý vị thấy không? Giảng là giảng hết, hát là hát tới hết, nghỉ. Nó không có kiểu mà nó trong cái chương trình đó mà nó cái này cái kia cái nọ, cái diễn văn này diễn văn kia diễn văn nọ, rồi cái tắc bạch này tắc bạch kia tắc bạch nọ. Quý vị ngồi mà nó bạch này bạch nọ chứ quý vị chịu không nổi. Chịu không nổi đó. Thà mình vậy đi, giảng là giảng tới luôn, còn hát hát dứt luôn một phát rồi nghỉ. Thấy chương trình cũng hay ghê luôn quý vị. Cái chương trình mình á, bữa nào cũng hay nha. Mà chỉ đúng có cái bữa đó cải lương là nó có một chút xíu nè. Chứ ngoài ra bữa nào chương trình cũng hay nha quý vị. Nó đều rất là ý nghĩa, mà những bài hát cũng ý nghĩa. Mà những người đến chùa mình nó cũng có một cái bộc bạch gì, nó đơn giản, bình dị. Ngộ cái duyên nó chiêu cảm, ngộ nha quý vị. Đâu có thấy ai đợi chùa mình mà hát mà kiểu mà nhảy múa thọc lao hát bài này cái giật găng được đâu. Đâu có đâu quý vị. Toàn là ít gì cũng những bài nhạc mà Phật giáo và nhân quả, hát cũng hay hay không. Đó, nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng cái chiên tu á nghe, là nó áp dụng cái gì cũng thành chiên. Thì thấy nó chiên nó không có cái kiểu màu mè. Mình á thì cái cuộc sống bây giờ mà quá nó tốn xăng dầu. Cái dòng do tâm quắc hoài phải không? Nó nên cái chương trình dài lắm chứ vẫn đâu. Tính ra từ 8 giờ mà quý vị qua đây sớm. Mà công nhận quý vị hay thiệt nè. Ngồi mà những đức từ chắc nghĩ đó 7 giờ mấy là quý vị đã ngồi rồi. Vậy mà cho tới 11 giờ rưỡi mà mấy cô không mắc tiểu hay sao? Ông giáo uống nước phải không? Công nhận thiệt, ghê thiệt chứ. Mà ngồi im re nghe, ngồi ai là ngồi đó là không có ai dám đi đâu chạy tới chạy lui vậy luôn. Đi cũng thấy bất tiện vì nó quá chặt à.
Vì thêm đi ra cái bà nào bà nhào vô cái nó dễ dễ cho mà kịch bà lên được. Tại bà nào bà thấy giống là bà ban vô liền ở trong diễn nó nghe. Nó nên từ nơi đó mà công nhận thì hội chúng chùa mình. Bởi vì cả ca sĩ đến chùa mình ta hát ta mê lắm mấy vị ơi. Quý vị thấy rõ ràng là những đức hướng dẫn quý vị là quý vị đạt thấy ghê không? Quý vị vô chương trình nào quý vị cũng được người ta quý mến. Cả ca sĩ người ta còn nói mà. Người ta bước vô chùa mình ta hát cái là người ta nói rằng là chúng chùa mình nó thăng mặt làm sao á. Chứ đâu không phải dễ tìm đâu. Những đứa coi bao nhiêu chương trình chùa người ta hát ngồi vậy nè. Hoặc là họ cầm điện thoại vậy nè. Ta hát cầm điện thoại bấm vậy đó. Đây là những đứa coi chương trình chùa thấy rõ ràng mà. Người ta lựa những người mà bận đồ vét đồ này đồ kia ngồi phía trước đồ người ta coi chương trình. Nó không mà nó ngồi người ta vừa coi người ta bấm điện thoại. Không có tâm quyết. Còn chùa mình mà lỡ hát rồi mê luôn đúng không? Không dễ đấy vì không dễ tìm được cái lượng người mà người ta nghe ca hát đồ mà người ta có tâm ta gì đâu mà người ta phải được hướng dẫn được vậy vì nhân duyên quả báo đó quý vị. Nên mình mới phát tâm mình làm gì đó. Quá nhiệt tình luôn mà. Thấy rõ ràng luôn. Như hồi sớm mà cái thằng đệ tử của Quách Tấn Du cái thằng mà cao cao á lên nó hát mà nó xúc động nó từ đó giờ nó là ca sĩ trẻ mà. Nó là ca sĩ trẻ khi nó hát quán nhậu. Vậy thấy không? Được luyện hát quán nhậu đồ này kia nhưng mà vô đây tự sao mà đông dữ. Rồi nó thấy nó hát được đông người coi gì nó xúc động. Cái cảm giác nghề mà quý vị. Cái nghề mà bây giờ mà được mà hát trước bao nhiêu con người gì mà ủng hộ gì thôi biết đâu nó nổi tiếng luôn quý vị ơi. Nó hay. Mà thằng đó nó hay đó quý vị. Nhưng Đức nói nghe. Ai mà lại chùa mình hát rõ ràng là quý vị khen đá ngay. Nói chùa mình là ngộ vậy đó. Hát rõ ràng, hát lớn, hát mạnh là quý vị thích à. Còn hát mà xìu xìu ỉnh ỉnh là quý vị không có thích gì mấy. Hay gì không biết nhưng mà xìu 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 hoặc là ru hò đồ là quý vị không có chịu. Hình như là cái tông của hàng Phật tử chùa mình là cái tông nó thấy hừng hực chứ nó không có chịu mà. Thấy không? Không có chịu yếu yếu nè quý vị. Không quý vị bị ảnh hưởng những đức. Là ầm ầm vậy đó. Mà những đứa cũng vậy, lên mà hát mà những đứa nghe không được là những đứa cứ nhìn người đó hoài. Đứa nghe không được là những đứa cứ nhìn người đó hoài vậy đó. Nó ủa sao mà hát một xíu xíu vậy trời. Nghe không được, thấy không? Tại vì cái quan trọng là hát hay nói chuyện gì cũng vậy. Đòi hỏi là phải nghe được. Chứ mình nghe không được cái gì chứ đâu có còn gì hay. Đó, nên từ nơi đó mới bị biết rằng là mà cái thằng ở mớp cao cao đó nó hát lớn nghe. Đó mà nó la quá trời. Mà nó hát cái bài đó là ý nghĩa hay quý vị. Nó hát hay quá trời. Mà cái thằng đó nó cũng nhìn nó cũng đẹp trai. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà nó phải nhiều cái nhân duyên kết hợp đến chùa mình hát á. Mà nhìn cái hội chúng họ hát nó khóc quá trời. Xúc động. Theo chắc hồi đó giờ thấy là hát đây là dữ nhất. Đông quá trời đông người ta. Tại mỗi ca sĩ lên hát như Đức đều bấm lên cái bài hát ra như Đức coi quá. Coi ca sĩ này hát được nhiều chỗ không? Rồi hát được có những cái la show mà công chúng không? Hay là chỉ hát bình thường rồi đưa lên mạng thôi. Dù là được nhiều like coi nhưng họ có la show lớn không? Để coi quá. Coi sơ có những bài hát đó. Họ đưa chương trình cho mình hát. Mình coi cái bài hát này sao nữa. Nó, nên từ nơi đó mà có nhiều ca sĩ mới trẻ người ta không có được những cái show lớn để hát với công chúng đâu quý vị. Còn chùa người ta thì đa phần ít người. Chùa ít người lắm. Nó còn chùa mình vô thấy xanh mặt. Thấy không? Nó quá trời đông. Mà gặp mấy cô mà khi mà người ta hát mấy cô dữ quá. Hiểu không? Không mà nó cái gì nó cũng nhờ tập thể nghe quý vị. Tập thể nó vui. Chứ gặp bây giờ một mình quơ tới quơ luôn chút mình nhìn là cái bà nào bà cũng nhìn mình chứ. Mình một mình làm gì cái bà kia bà nhìn mình vậy nào. Mình thấy sao kỳ cục vậy thật. Sao mình làm sao ai cũng nhìn mình nữa không nghĩ làm. Đúng không? Nhưng mà nó nắm tay nhau nguyên vàng. Nó đưa qua đưa lại cũng như là đưa giọng luôn. Tự nhiên nó có tập thể vậy ơi. Nên nó vui.
À, đó nên vì thấy là cái đến cái chương trình chùa mình dù nó 3 ngày nhưng nó rất là sống động. Thêm cái nữa, những đức khi giảng thuyết tuy là cái gốc là Tịnh độ, nhưng những đức lên giảng đầu tiên, những đức lập cái tư tưởng giảng đầu tiên là nó khác. Nó đi vô một chút nó đi thẳng vô Tịnh độ. Điều là cái vị trí đầu tiên vô là nó khác hết. Nên một chút những đức mới đi sâu vô Tịnh độ. Cứ như vậy. Nên quý vị lên quý vị nghe lúc nào nó cũng có cái gì sống động lạ. Nó làm thu hút mình để mình nghe. Quý vị thấy bởi vì 3 ngày 4 ngày như là mình tổ chức với Quan Âm mà 4 ngày quý vị không có đơn giản đâu thật. Không có đơn giản như đó thiệt luôn á. Nhưng mà nhất là trong cái dịp tháng 7 này khó tổ chức là mưa gió. Mưa gió. Sau này thì Đức nói chùa của mình đây đúng là tổ chức cái gì cũng khó. Tại vì cái lượng người nó quá đông quý vị à. Chùa mình là cái nằm cái dạng bự nhưng mà nó cũng chặt rồi đó. Nhưng mà Đại Tùng Lâm mới đúng là cái thế lớn. Nên sau này là bên đó những Đức tổ chức cái gì. Khi tổ chức cái là trước thời gian trình lên cho Hòa Thượng. Xong những Đức phải đi trình lên cho các sư huynh chương trình diện dị đó. Để tổ chức diện dị đó. Thì tự nhiên cả chùa kết hợp. Cả chùa kết hợp luôn, hay lắm. Trình hết trơn rồi. Trình lên là giờ con làm diện dị đó. Rồi con cho ở đó vậy đó. À, Thượng chỉ định giùm. Rồi xong á. Rồi hết trơn, chỗ này không có được, chỗ này được, như Đức ghi vô giấy. Xong ghi xong như Đức mới trình lên các ông sư huynh là giờ để tổ chức 3 ngày gì đó. Rồi xong hết trơn là tự nhiên cả chùa kết hợp. À. Chúng sanh được nhờ thôi chứ. Hiểu không? Nguyên chính là chúng sanh được lợi ích mà. Có gì đâu. Đó, nên vậy nó đặc biệt lắm. Mà cái bên Đại Tùng Lâm là một cái vị trí lớn. Nó quá lớn. Nói bây giờ là cái nhà ton mình thôi là nó cũng bắt đầu là nó đi vào cái hoạt động đẹp rồi đó, cái nhà ton đó nghe. Tại vì nó chưa xong á, nó làm xong hết mấy cây cột nè, rồi nó đi thêm một cái dàn đèn ở trong 48 pho tượng. Rồi phía sau nó đi nguyên một dàn đèn thêm đó, nó mới hoàn chỉnh. Phía trước kia là đèn nó gọi lại nữa. Là nguyên một cái khu vực đó đèn rực rỡ luôn. Giống như phải đầu tư dữ lắm quý vị. Nó mà cái hội trường đó là kinh lắm á. Với cái nhà văn hóa. Cái nhà văn hóa là một cái điểm lớn. Nhà văn hóa là một, nếu mà nói về một cái chánh điện đó nghe, là một cái chánh điện cực kỳ lớn luôn. Cái nhà văn hóa là một chánh điện quá lớn. Khi vô ngồi rồi là nó dữ dằn lắm mấy vị ơi. Nó thật sự mà nó rất là lớn. Mà trong đó mà khi vô đông người thì bắt đầu giảng hay. Ít người thì nó vang. Nhưng mà khi đông người là âm thanh nó hay. Giảng ổn định dữ lắm. Nó quý vị thấy không, là những điểm như vậy đó nó giúp cho mình để mà tổ chức chương trình hay lắm đó. Nên những đức nói rằng là mình ở đây mình làm, mình nhờ Hòa Thượng Ngài cho mình chiếc thuyền to thì bây giờ mới chở chúng sanh đi được. Nhớ không? Tại vì quy mô mình nó lớn quá. Mà quý vị biết rằng cái quy mô mà lớn như vậy thì nó mới nhiếp thọ được nhiều người. Cả những cái văn trí thức, văn có tiếng tăm họ đến họ cũng thấy quy mô dữ quá, tầm cỡ quý vị. Trong cái cuộc đời này độ sanh nó phải nhiều mặt lắm quý vị ơi. Chứ nếu như mà cái cảnh giới mà nó hiu hắt quá đó, người ta đến là gặp người ta thấy nó không có xứng lứa vừa đôi. Nó độ sanh trong cái cõi này là nó phải nhìn cái hình thức phải có mới độ sanh được. Nên ngôi chùa mình là những đức nói là cái nhân duyên gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. À, là tiện lắm rồi đó. Mình chỉ cần là kiên nhẫn, chịu khó, chịu cực mình làm đi. Mình chịu khó, chịu cực mình làm chút thì cái cuộc đời mình nó ý nghĩa dữ lắm. Mà cả quý vị cũng vậy, mình cũng được rủ bao nhiêu con người đi tu được luôn. Chứ bây giờ nếu mà cái cảnh giới này nó hẹp quá, mình lỡ nó không có ở đâu được thì sao mà tu đây. Đó, nên những đức nói rằng là cái hoàn cảnh này là đặc biệt dữ lắm. Không có dễ tìm được đâu. Phải cố gắng. Những đứa cứ thường nhắc mình hoài vậy đó, mà bản thân mình phải siêng năng, rồi bản thân mình cố gắng, rồi chịu khó quý vị. Rồi có những chuyện gì, một cái chuyện nhỏ nhỏ, chuyện giống như chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không á, mình tu mà mình phải nghĩ vậy đó quý vị. Đó thì nó mới được. Nên những đức nói rằng là pháp môn Tịnh độ này mình cứ cực lực nhiệt tình để đem hoàn thiện. Có nghĩa là đời của những đức mà cả đời mà làm cái cách này mà nói, mà những đức nói 10 năm nữa thôi cái pháp môn Tịnh độ mà mình mở rộng lên đến cái mức dữ dằn lắm quý vị. 10 năm nữa là kinh lắm đó.
có giỡn đâu. Bây giờ là nó đã sức ảnh hưởng của vì mình hoàn truyền tịnh độ dữ dàng lắm. Hiện tại bây giờ là đa phần cái người tu tịnh độ người ta đang nghiêng về mình hết. Tại bây giờ là những đức đang hướng dẫn tịnh độ mà là chuyên nhất. Hiện tại là do là chuyên nhất và dữ nhất rồi đó quý vị. Vì tịnh độ là chuyên nhất rồi đó. Nên người tu tịnh độ ta đang nhìn tới mình hết. Tất cả người tu tịnh độ hay đi vòng do tâm quắc đồ là người ta quay về mình hết. Nên đó là sức ảnh hưởng lớn. Mà cái mừng nhất của mình là gì phải không? Đem được cái pháp niệm Phật này đi giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện, dùng đủ cách luôn. Nghĩa là những đức phải ngồi suy nghĩ đủ cách hết để đem tịnh độ giới thiệu. Đa dạng phương tiện hết. Mà cái đặc sắc nhất quý vị để ý là những đức cứ làm thượng Phật suốt. Và tại gia đình mà những đức chỉ cho phương pháp tu. Đây là cách hay nhất, cực kỳ hay luôn. Bây giờ mà nhà mà bây giờ mỗi ngày quý vị mà niệm Phật lễ Phật chắc những đức nghĩ đông lắm đây. Bây giờ những đức hỏi quý vị là ngồi ở trong đây mà gia đình quý vị mà mỗi ngày quý vị có thể công phu ở nhà được và nghe pháp được đâu quý vị, đưa tay đức coi thử coi. Đa phần rồi quý vị ơi. Để tay nó đi. Quá trời luôn quý vị thấy không? Mà đâu phải bao nhiêu đây đâu, còn quá trời người ta luôn. Trong khi mà quý vị biết cái chương trình mình lễ gì nghe, mà những cái buổi giảng của mình mà người ta giảng là mười mấy ngàn người, hoặc 7-8 ngàn người đồ đang coi. Quý vị biết rằng là cái lượng người quá đông mà nó thay đổi xuyên suốt đó. Thì quý vị biết rằng là cứ như vậy, cái đà như vậy mà mình đem tịnh độ mình giới thiệu. Vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn quá thù thắng rồi, nó quá đặc biệt quý vị, đặc biệt không tưởng tượng được. Mà chính những đức là cảm nhận được đó quý vị, nó sống động. Đừng có nói nữa, mà mấy ngày nay nghe, những đức là cơ thể hơi bị bệnh á. Mấy ngày nay những đức mệt á, những đức bị nhức đầu. Mấy ngày nay trước lễ là những đức bị nhức đầu, mà nó còn giãn hừng hực gì đó quý vị nghĩ đi. Chứ đừng có nói mà những đức mà cơ thể bình thường khỏe quý vị nghĩ cỡ nào. Vì thấy rõ ràng cái tịnh độ, thấy hay không? Người ta mà nhức đầu một buổi giảng rồi thôi, chứ đừng có nói mà mỗi ngày mà giảng, mỗi ngày mà tu. Vì trước thời gian những đức sắp xếp chuyện này chuyện kia, chứ cái thời tiết lúc này nó lạ lắm quý vị, nó không có phù hợp đặc biệt làm sao đó. Nó hừng hừng quý vị thấy không? Thời tiết nó hừng hừng vậy đó, nó làm mình nó nặng đầu mệt mỏi gì á. Nên mà thêm cái chương trình này chương trình kia cứ sắp xuyên suốt. Giống như trước mà lễ mà 3-4 ngày là những đức chịu khoảng cực lực nhất là một tuần lễ, một tuần lễ trước là cực lực luôn quý vị. Cả ngày không luôn. Phải việc này việc kia tùm lum chứ. Mà thường là mỗi lần mà tổ chức là phải tính toán sắp xếp đủ thứ chuyện hết chứ. Nói mà chùa chiền này nọ, đèn đuốc rồi, sắp xếp ban bệ rồi, tứ tung lang tang mới vô chương trình đó. Đó. Mình thấy rằng là như nãy như đức từ bên kia qua bên đây giảng, đi dọc đường bởi vì con cháu mình tập hay không? Đứng đức tí tí xíu xíu. Nhìn đứa đi ngang gặp đứa nhìn thấy đức. Như vậy là quay là mình nhìn thấy dễ thương ghê đó, xiêu xiêu. Tôi kêu thấy đức, đức quay là nó xiêu xiêu. Mà nhiều đứa nhỏ nhỏ ở nhà nó cũng nghe như đức giảng quý vị ơi, tại vì cha mẹ nó nghe giảng nên nó cũng ngồi nghe luôn. Mà có cái là như đức giảng vui nên người ta phái. Nhưng đức thấy rõ ràng luôn, cái gì mà làm cho người ta vui là người ta phái rồi quý vị ơi. Nó giống hồi trưa mà Quách Tấn Vũ nó định mời những đức đi diễn hài. Không mà cái người ta cái giác quan người ta cũng nhạy. Khi họ nói mời đi diễn hài, thấy Phật tử dưới đứng là họ chuyển cái lời nói liền. Thấy không? Nó nên từ nơi đó cái góc độ người ta nhạy bén. Tại vì người ta trước công chúng nó nhiều quá quý vị. Ca sĩ nổi tiếng mà. Quách Tấn Vũ là nổi tiếng lắm. Nên vừa cách nói chuyện này kia đồ nó cũng khéo léo hay á. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình đều học người ta được một chút. Học được chút. Như hồi sáng ngày đức giảng như đó thấy không? Sự thành công nào nó cũng có cái khó khăn của nó chứ. Chứ không phải là mình là nổi bật lên cái là mình nghĩ là nó đơn giản đâu. Nên người ta lợi người ta hát, người ta nghe mình giảng đó, nói những đức giảng, những đức nghiêng về mấy cái người mà người ta đến ta hát nghiêng về họ nhiều lắm á. Ít gì lâu lâu mới có cơ hội,
Nên hồi sáng Quách Tấn Du nói ba cái thằng đệ tử đi theo mà nó ngồi nó nghe, nó phái nghe ông thầy này giảng vui quá. Chúng ta là đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hoa xanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời, từ người sống tới người mất cả đời tính nguyện niệm Phật, để quyết chí đời này hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai vừa đọc điện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.